Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta có thể là mua được cái đồng coin MERS này nhá. Thì hiện tại thì mình thấy ở đây là nó có yêu cầu là nó trao đổi cái đồng MERS này với cái đồng BUSD, chứ nó không trao đổi với cái đồng Binance Smart Chain nhé. Cho nên là chúng ta sẽ phải dùng đồng BUSD này để mua. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đổi Binance Smart Chain sang cái đồng này nhé. Và kéo xuống đây thì chúng ta sẽ thấy là các cái vòng bán trước của nó đã kết thúc. Vòng bán trước một này, bán sớm trước nhé, thì giá của nó là 2467 số 0 và đầu 2 năm nhé. Và hiện tại thì bây giờ mới đến cái vòng 1 này, đây là vòng bán trước thì là nó bán giá đầu 2 năm này, và bây giờ bắt đầu vòng 1 thì bán được 68% rồi, và giá của nó là đầu 3 năm nhé. Đó, và ở đây tiếp tục thì có vòng 2, vòng 3, vòng 4, thì khi nó kết thúc vòng 4 là nó cũng mở khóa để cho anh em giao dịch được cái đồng này, thì nó rơi vào là đầu 6 năm này. Thì nếu như anh em mua bây giờ ở đầu 3 năm thì đến đầu 6 năm này là anh em đã gần x2 tài khoản rồi nhé. Đó, vậy thì để mua được cái đồng này thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em là anh em cần phải copy cái link mình để phần mô tả video, sau đó thì chúng ta quay lại ví chớp này. Nhưng mà hiện tại thì nó yêu cầu là nó trao đổi với cái đồng BUSD ấy. Thì ở đây mình đang có Smart Chain, mình sẽ đổi cái đồng này sang đồng BUSD nhé. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào đây và chúng ta nhấp vào mục Desk này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái ở trên đây nó là BNB Smart Chain thì đúng rồi nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp tiếp vào cái ô dưới này để chọn BUSD này. Đó, chúng ta sẽ gõ tên cái đồng BUSD nhé. Đây nhé, các bạn phải chọn là BEP20 thì mới được nhé, chứ không phải là BEP2, BEP2 là sai nhé. Chúng ta phải chọn BUSD BEP20 này. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ chọn là ví dụ các bạn muốn đổi tất cả cái đồng này sang ấy, thì các bạn sẽ nhấp vào 100%. Đó, thì nó sẽ đổi hết là 5.5 đô nhé, nhưng mà các bạn phải bớt lại một chút để nó trừ cái phí giao dịch ấy. Thì ở đây mình sẽ lại phải bớt lại, mình chỉ rút là 5 đồng thôi. Đó, và nó có mất một chút phí ga nhé. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào mục chuyển đổi này. Không đủ số dư Smart Chain này, có nghĩa là phí của nó là phí trượt là 1% này, tổng phí mạng là 2,2% à 2,2 đô rồi. Thế thì mình lại phải bớt lại thêm chút nữa này, mình sẽ không đổi được 5 đô, mình sẽ đổi 3 đô đi. Đó, đổi được 3 đô. Thì bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào mục chuyển này nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục gửi này. Đó, và chờ một lúc thì nó sẽ hoán đổi cho chúng ta nhé. Chúng ta sẽ nhấp vào mục đồng ý này. Sau đó thì chúng ta trở lại ví nhé. Nếu mà ở ví các bạn chưa bật nó lên thì các bạn sẽ vào để bật cái đồng coin này lên nhé. Đó, nó đã lên rồi thì ở đây được là 3 đô, nhưng mà phí của nó không đến 2 đô đâu, lúc đấy mình nhìn nhầm hay sao ấy. Đó, ở đây thì vẫn còn nó phí chỉ một chút thôi, có lẽ là mình phải đổi thêm thì mới mua được chứ không có ít quá. Và chúng ta lại nhấp tiếp vào đây đổi tiếp nhé. 100% thì bây giờ còn có mấy đâu. Chỗ này mình chỉ đổi được 2 đô tròn thôi, còn bớt lại để làm cái phí giao dịch. Rồi mình sẽ đổi 2 đô này. Không đủ phí mạng à? Vậy thì sẽ đổi 1,5 mà. Tổng là phí 2.2, thế chỉ đổi được tầm 1.2 thôi. Không được, tôi để ít cũng được, để ít mua thử xem nào.
Đó thì hiện tại thì mình đang có là 3 đô đồng BUSD này nhá, và trong cái ví ví Binance Smart Chain các bạn cũng cần phải có một ít để các bạn trả phí gas cho cái giao dịch này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào mục Dapp này nhá. Các bạn copy cái đường link mình gửi ở mình để phần mô tả video này, sau đó dán nó vào cái mục Dapp này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục hoàn tất này nhá. Sau đó thì sẽ đổi cái mạng lưới ETH này sang mạng Smart Chain này. Đó, và vào đây thì chúng ta sẽ tiến hành tiến hành mua nhé. Mua ở đây thì các bạn sẽ nhấp vào số lượng các bạn muốn mua này. Ví dụ các bạn đang có bao nhiêu đồng BU này, các bạn muốn mua mắc thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Nó không không thấy kết nối vào đây được nhỉ? À đây, các bạn phải nhấp vào mục connect này nhá để cho nó kết nối ví này. Rồi, tiếp theo thì các bạn dùng ví nào thì các bạn sẽ nhấp vào ví đó nhé. Các bạn sẽ nhấp vào mục Chat Wallet này, mình đang dùng Chat này, thì sau đó mình nhấp vào mục kết nối này. Đó thì ở đây nó sẽ hiển thị lên cái số BUSD mình đang có này. Đấy, nếu mình mua mắc thì mình sẽ nhấp tất vào đây nhá. Thì mình sẽ nhận được là cái số coin dưới đây là được 88 triệu này, 397.800 đồng coin này nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ nhấp vào đây, nhấp vào cái app draw này nhá. Rồi, và phí gas này hết 0,16 đô, nó sẽ trừ bằng cái đồng BNB Smart Chain. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục chấp thuận này. Đó, tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào mục buy mood nhé. Và phí mạng thì hết 0,73 đô nhé, chúng ta sẽ nhấp tiếp vào mục chấp thuận này. Đó, phí mạng thì nó sẽ trừ cái đồng Binance Smart Chain nhé. Nó như vậy là nó báo thành công rồi này. Thì bây giờ mình sẽ lấy contract để bật hiển thị cái đồng coin này lên nhé. Bây giờ mình sẽ quay trở lại link ở đây, chúng ta có thể là chấm vào cái ba gạch này để lấy cái contract của nó này. Đó thì cái đường link contract mình cũng có để phần mô tả video nhé, các bạn nhấp vào đó, sau đó thì copy này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào dấu đảo chiều góc trên này và dán cái contract vào đây nhé để bật hiển thị nó lên này. Đó, tiếp theo thì nhấp vào tự thêm các đồng tiền mã hóa này. Mạng lưới Ethereum này sẽ đổi sang mạng Smart Chain nhé, và dán địa chỉ hợp đồng vào đây. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấp vào cái chữ dán này nhé. Đó thì nó sẽ hiển thị lên thông số thông tin dưới đây, mình không cần phải điền mấy mục này nữa. Tiếp theo thì nhấp vào mục làm xong này. Đó, như vậy là mình đã nhận được là 88 triệu cái đồng này nhá. Ở tính theo cái giá vừa mua IDO thì nó rẻ vậy mà ra đây theo cái giá trị thực của nó. Giá trị ở trên cái trang CoinMarketCap nhé. Đây là cái giá theo trang CoinMarketCap thì được là 58 đô, trong khi đó mình mua có mấy đô thôi. Mua có 3 đô thôi. Nhưng mà tính theo cái lộ trình nó bán mở bán từ vòng 1 đến vòng 3 là cũng gần x2 tài khoản rồi, mà có thể là khi kết thúc vòng 3 là các bạn có thể là x5 x10 tài khoản, thậm chí là x50 x100 nhá. Bởi vì đây là cái đồng coin của tỷ phú Elon Musk nhé, tỷ phú thế giới, thì nó rất là tiềm năng. Đó thì anh em nếu mà có vốn ít thì chúng ta cũng nên mua tầm 5 đô 10 đô để chúng ta hold cái đồng coin này nhá. Thì cái đồng này đến Tết thì đến mùng 1 tháng 1 năm 2022 nó bắt đầu cho mở khóa để giao dịch nhé, thì hy vọng là lúc đó thì chúng ta sẽ có một cái Tết ấm no nhé, và chúc anh em kiếm được nhiều tiền từ cái kèo này nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình.